Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Vũ Quang. Ngày 11 tháng 9, đoàn công tác Văn phòng điều phối chương trình 135 Trung ương do Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng điều phối chương trình 135 Trung ương Đặng Tiến Hùng dẫn đầu đã về kiểm tra công tác thực hiện chương trình 135 giai đoạn 2011-2015, kết quả rà soát xã, thôn hoàn thành mục tiêu chương trình 135 năm 2015 tại huyện Vũ Quang. Cùng đi với đoàn có Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tiếp làm việc với đoàn, ở huyện có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Thiểu Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phạm Quốc Thanh, các ban ngành, địa phương liên quan. Vũ Quang là huyện miền núi, được hưởng chính sách 30A của Chính phủ. Toàn huyện có 8 xã khu vực 3, 4 xã khu vực 2, có 45 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn 12 xã thị trấn, là huyện có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao nhất tỉnh. Giai đoạn 2011-2015, Vũ Quang được hỗ trợ tổng nguồn vốn là 53 tỷ 368 triệu đồng. Trên cơ sở kinh phí được phân bổ, Ủy ban Nhân dân, Ban Quản lý chương trình 135 các xã đã bám sát các hướng dẫn của cấp trên để xây dựng báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán các công trình, dự toán các hợp phần khác. Nguồn vốn hàng năm đã được thực hiện và giải ngân đảm bảo tiến độ đề ra. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển, chủ yếu đầu tư vào xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, đường giao thông nông thôn. Đối với nguồn vốn phát triển sản xuất, lựa chọn những nội dung thiết thực phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Hướng người dân tập trung sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi trong danh mục sản phẩm chủ lực của tỉnh, huyện, xã gắn với thị trường, đảm bảo tính bền vững và nâng cao sức cạnh tranh như hỗ trợ giống cam, bò, lợn, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Nhờ được hưởng lợi từ các chương trình dự án nguồn 135, bộ mặt nông thôn ở huyện Vũ Quang đã có bước phát triển. Cơ sở vật chất hạ tầng khang trang, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, đầu năm 2011 là 45,85%, cận nghèo 19,05%, đến năm 2015 giảm còn 11,24%, cận nghèo 14,875%. Năm 2015, có xã Hưng Minh và các thôn trong xã gồm Hợp Lợi, Hợp Lý, Hợp Đức đã hoàn thành mục tiêu chương trình 135. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng điều phối chương trình 135 Trung ương Đặng Tiến Hùng ghi nhận đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện chương trình 135 tại huyện Vũ Quang. Huyện đã chủ động triển khai và lồng ghép các nguồn vốn để xây dựng các công trình, dự án và hỗ trợ phát triển sản xuất, từ đó đã mang lại hiệu quả thiết thực cho người được hưởng lợi, đặc biệt là người nghèo. Trong thời gian tới, đề nghị huyện tiếp tục quan tâm, quản lý và triển khai thực hiện tốt chương trình 135 trên địa bàn. Sự phát triển của huyện sẽ là điểm nhấn quan trọng về hiệu quả của chương trình 135 mang lại. Đó cũng minh chứng cho sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các tỉnh, huyện, xã nghèo trên cả nước nói chung và huyện Vũ Quang nói riêng. Trước đó, đoàn công tác Văn phòng điều phối chương trình 135 Trung ương đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế tại các hộ dân, các công trình dự án được xây dựng từ nguồn vốn 135 tại hai xã Đức Lĩnh và Ân Phú. Đoàn cán bộ huyện Kham Cợt, tỉnh Bô Ly Kham Say, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do đồng chí Văn Vi Lây Đen Phu Luổng, bí thư huyện trưởng huyện Kham Cợt dẫn đầu, vừa có chuyến thăm huyện Vũ Quang nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và huyện nhà vừa tổ chức thành công đại hội đảng bộ huyện lần thứ tư. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỳ, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trịnh Văn Ngọc, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng các ban ngành đoàn thể cấp huyện. Thay mặt đoàn cán bộ huyện Kham Cợt, đồng chí Văn Pi Lây Đen Phu Luổng, Bí thư huyện trưởng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ nhân dân huyện Vũ Quang nhân dịp kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước nhà. Đồng thời vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ tư, đồng chí tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất vượt qua khó khăn, Đảng bộ và nhân dân huyện Vũ Quang sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra, làm cho bộ mặt nông thôn huyện miền núi ngày càng phát triển. Chúc cho tình đoàn kết giữa hai dân tộc nói chung, hai huyện nói riêng sẽ ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thay mặt lãnh đạo huyện nhà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỳ đã cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của đoàn cán bộ huyện Kham Cợt, đồng thời báo cáo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của huyện Vũ Quang trong thời gian qua. Đặc biệt, thành công tốt đẹp của đại hội điểm đảng bộ huyện lần thứ tư diễn ra trong tháng 7 vừa qua. Phó Bí thư Huyện ủy cũng tin tưởng rằng, với sự tương đồng về mọi mặt của hai huyện, đặc biệt là tình hữu nghị, quan hệ thân thiết giữa hai dân tộc, hai huyện biên giới Vũ Quang, Kham Cợt, hai huyện sẽ đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và đạt được nhiều kết quả cao trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng an ninh. Chúc tình đoàn kết giữa hai dân tộc, hai huyện sẽ ngày càng phát triển.
Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Vũ Quang đã trao tặng lãng hoa tươi thắm, chúc mừng đồng chí Văn Vi Lây Đen Phu Luồng vừa được bổ nhiệm bí thư huyện trưởng huyện Kham Cợt. Buổi chiều cùng ngày, đoàn cán bộ huyện Kham Cợt đã đi tham quan trại lợn nái của hợp tác xã Phú Sơn tại xã An Phú. Đây là một mô hình kinh tế lớn nhất huyện về chăn nuôi lợn nái, với quy mô 450 con lợn nái, mỗi năm xuất chuồng gần 20.000 con lợn giống. Sáng ngày 9 tháng 9, huyện ủy tổ chức ra ban công tác xây dựng đảng tháng 9, đồng chí Phan Hồng Yến, trưởng ban tuyên giáo và đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, trưởng ban dân vận huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự buổi giao ban có đồng chí Trần Ngọc Tuấn, vụ phó vụ địa phương 1, ban tổ chức trung ương, phó bí thư thường trực huyện ủy Nguyễn Đăng Kỳ. Tại hội nghị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng 8, nhất là những khó khăn vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng đảng, việc triển khai thực hiện nghị quyết và sắp xếp tổ chức cán bộ sau đại hội đảng. Đồng thời đã đề xuất một số ý kiến để thường trực, ban thường vụ huyện ủy cho ý kiến, chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc. Theo đó cho thấy, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn ở các đơn vị, các xã, thị trấn còn bộc lộ nhiều hạn chế. Việc phối hợp tháo gỡ khó khăn giữa cơ sở và các phòng ban chưa nhịp nhàng, chồng chéo, còn có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm, nhất là tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, chưa quyết liệt, lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, thường vụ đảng ủy cơ sở còn thiếu sâu sát, thông tin báo cáo còn chậm, công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên, xử lý kỷ luật đảng chưa thực sự được tập trung. Phát biểu kết luận hội nghị, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được trong tháng 8, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỳ thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, yêu cầu Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ cần tiếp thu nghiêm túc các ý kiến để điều chỉnh, tập trung tốt hơn trong triển khai nhiệm vụ, trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, gắn với đó cần khẩn trương xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa sau đại hội đảng, đẩy nhanh xây dựng lịch sử đảng bộ của đơn vị, chấp hành nghiêm túc nội dung quy định về chào cờ, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, phát triển đảng viên, tính nêu gương của người đứng đầu. Đồng chí Nguyễn Đăng Kỳ giao cho chủ trì hội nghị tham mưu văn bản cho thường trực huyện ủy để nhằm biểu dương phê bình những đơn vị thực hiện tốt, chưa tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra, cũng như những việc cần tập trung thực hiện. Chiều ngày 9 tháng 9, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Quang đã tổ chức lễ phát động đợt thi đua đột kích sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác, chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 4, 15 tháng 9 năm 1945, 15 tháng 9 năm 2015. Nội dung đợt thi đua thực hiện một đột phá ba nâng cao, gồm đột phá trong xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đảm bảo an toàn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng động cơ phấn đấu trong sáng, bền bỉ và ý thức trách nhiệm của mỗi công nhân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của các cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác vận động quần chúng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường mối đoàn kết toàn dân, xây dựng tình cảm và hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ với nhân dân địa phương. Thời gian thực hiện đợt phát động trong vòng 1 tháng, từ ngày 15 tháng 9 đến 15 tháng 10 năm 2015. Để thực hiện tốt các nội dung thi đua tại lễ phát động, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Quang đã đề ra các giải pháp trọng tâm, đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng, truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất của quân và dân quân khu 4 cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn huyện. Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, sẵn sàng chiến đấu, nâng cao ý thức cảnh giác, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tập trung hoàn thành xuất sắc các nội dung, kế hoạch, chương trình huấn luyện, chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện phong trào lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang chung sức xây dựng nông thôn mới và hành trình quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Buổi chiều cùng ngày, Ban Chỉ huy Quân sự huyện nhà đã tổ chức lễ chia tay Đại tá Từ Đăng Khoa, Nguyên ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, nhân dịp đồng chí được nhận quyết định nghỉ chế độ theo quy định. Tới dự có Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Nguyễn Đăng Kỳ. Tại lễ chia tay, thay mặt lãnh đạo huyện cũng như cấp ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Nguyễn Đăng Kỳ đã ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp to lớn của Đại tá Từ Đăng Khoa trong quá trình hình thành và xây dựng lực lượng vũ trang huyện Vũ Quang 15 năm qua, góp phần vào sự phát triển chung của huyện nhà. Phó Bí thư huyện ủy Nguyễn Đăng Kỳ mong muốn Đại tá Từ Đăng Khoa tiếp tục phát huy vai trò của người cán bộ, đảng viên, gương mẫu thực hiện tốt các nhiệm vụ của người công dân trên địa bàn nơi cư trú.
Chiều ngày 11 tháng 9, Công đoàn ngành giáo dục huyện đã tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm học 2014-2015, triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Năm học 2014-2015, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn ngành giáo dục đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Toàn ngành có 675 cán bộ, giáo viên và người lao động, tỷ lệ giáo viên có trình độ đạt chuẩn 99,7%, có 31 công đoàn cơ sở, trong đó có 15 công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, 10 công đoàn đạt vững mạnh, 6 công đoàn khá, không có công đoàn trung bình, yếu kém. Trong năm học, các cấp công đoàn trong ngành đã đẩy mạnh các hoạt động công đoàn như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành giáo dục, quan tâm chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên, xây dựng quỹ mái ấm công đoàn và các chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, kịp thời tuyên truyền vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chỉ thị nghị quyết của cấp trên, không ngừng phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đồng thời phát động các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, giáo viên như phong trào thi đua hai tốt, phụ nữ hai giỏi, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo. Năm học 2015-2016, Công đoàn ngành giáo dục huyện tiếp tục thực hiện nghị quyết số 29 NQTU của Ban chấp hành Trung ương Đảng và chương trình hành động của tỉnh, huyện về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, đồng thời thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành, đổi mới tư duy quản lý, cách dạy, cách học, đánh giá trong thi cử và việc tự học của mỗi cán bộ giáo viên. Tại hội nghị, Công đoàn ngành giáo dục huyện đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn cho đồng chí Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Công đoàn trường mầm non Đức Lĩnh và trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, giấy khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 2014-2015. Sáng ngày 8 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức cuộc họp để nghe phương án làm chợ tạm, xây dựng chợ mới, khắc phục sự cố hỏa hoạn tại chợ Bồng. Các đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì cuộc họp. Như tin đã đưa, vào khoảng 21 giờ ngày 31 tháng 8, tại khu vực chợ Bồng đã xảy ra hỏa hoạn, đã làm thiệt hại 42 gian hàng, ước tính tổng thiệt hại 1,5 tỷ đồng, trong đó hộ bị thiệt hại nặng nhất khoảng 300 triệu đồng. Tại cuộc họp, sau khi nghe Hợp tác xã Môi trường và Thương mại Đức Bồng báo cáo phương án xây dựng chợ tạm, giải phóng mặt bằng xây dựng chợ mới và tổng hợp danh sách các hộ đăng ký kinh doanh tại chợ tạm, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, đưa ra phương án thống nhất xây dựng chợ tạm trên trục đường giao thông Ân Phú – Cửa Rào, theo dọc bờ đê Lỗ Lò. Theo phương án, chợ tạm cần bố trí 75 lô, trong đó hàng tạp hóa 55 lô, hàng vải, áo quần, may mặc. Riêng 42 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp do hỏa hoạn trong đình chính. Hợp tác xã Môi trường và Thương mại Đức Bồng sẽ hỗ trợ đầu tư xây dựng 42 kiosk không thu tiền. Còn 33 hộ kinh doanh còn lại có 12 hộ giáp biên với đình chính, 21 hộ giáp mặt đường phải di dời để thi công chợ mới, tự đầu tư xây dựng kiosk hoặc hợp tác xã sẽ xây dựng và thu chi phí. Về phương án giải phóng mặt bằng xây dựng chợ mới giai đoạn 1, diện tích 6.014,2 m², gồm các hạng mục đình chính 44 quầy kinh doanh, đình chợ phụ 52 quầy kinh doanh, 90 kiosk, khu bán thực phẩm theo quy hoạch. Các hạng mục khác giai đoạn 2 sẽ tiến hành xây dựng sau khi giải phóng xong toàn bộ mặt bằng. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trịnh Văn Ngọc yêu cầu các phòng ban chuyên môn, đặc biệt là phòng kinh tế hạ tầng, tính toán chi tiết việc xây dựng chợ tạm, Hợp tác xã Môi trường và Thương mại Đức Bồng triển khai ngay việc xây dựng chợ tạm để sớm đưa hoạt động kinh doanh trở lại, đồng thời cần có phương án đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Việc xây dựng chợ mới cần rà soát lại nguồn gốc đất đai để có cơ sở tính toán, đưa ra phương án cụ thể, huy động nguồn lực để thực hiện xây dựng chợ mới. Ngày 8 tháng 9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức thành công liên hoan tiếng hát dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh trong giáo viên và học sinh huyện Vũ Quang lần thứ nhất năm 2015. Tham dự có đại diện Sở Giáo dục Đào tạo, ở huyện có đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Đến với liên hoan tiếng hát dân ca Ví dặm Nghệ Tĩnh trong giáo viên và học sinh huyện Vũ Quang lần thứ nhất năm 2015, có 36 tiết mục đến từ 18 đơn vị trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện, trong đó học sinh 18 tiết mục và giáo viên 18 tiết mục.
Nhờ tập luyện nghiêm túc nên tại liên hoan, các em học sinh và giáo viên đã mang đến nhiều tiết mục, hát ví, diễn sướng đặc sắc, mang đậm âm hưởng chất dân ca, được dàn dựng công phu với nội dung phản ánh các hoạt động của đời sống xã hội, về quê hương con người Vũ Quang, về công cha, nghĩa mẹ, tình nghĩa thầy trò, anh em, bạn bè, được các đội thể hiện hồn nhiên, trong sáng, cùng với trang phục, đạo cụ sân khấu, đã khắc họa rõ nét bức tranh về đất và con người xứ Nghệ nói chung và con người Vũ Quang nói riêng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Tiêu biểu như Vũ Quang quê em, mái trường mến yêu, về với miền quê, Vũ Quang ngày mới, mời trầu. Liên hoan tiếng hát dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh trong giáo viên và học sinh huyện Vũ Quang lần thứ nhất là dịp để các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn huyện giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc đa dạng hóa các hình thức học tập, vui chơi phù hợp với hoạt động giáo dục. Đây cũng là dịp để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đưa dân ca ví dặm vào trường học, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh vừa được UNESCO công nhận. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao 2 tiết mục đạt giải A cho trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng và tiểu học Ân Phú, 4 tiết mục đạt giải B, 6 tiết mục đạt giải C và 8 giải khuyến khích. Chiều ngày 9 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức họp triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Các đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Nguyễn Thái Hòa, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện, Nguyễn Huy Trương, Chủ tịch Hội khuyến học huyện cùng chủ trì hội nghị. Thực hiện quyết định số 281 QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 3053 QĐ-UBND của tỉnh về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Thời gian qua, huyện Vũ Quang đã thành lập ban chỉ đạo gồm 14 thành viên, đồng thời xây dựng kế hoạch để thực hiện đề án. Theo đó, năm 2015, huyện chọn 2 xã Đức Hương và thị trấn Vũ Quang để xây dựng thí điểm các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, để đến năm 2016 sẽ triển khai nhân rộng trên phạm vi toàn huyện. Huyện phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ, hội viên hội khuyến học các cấp được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Trên 75% gia đình được công nhận gia đình học tập, 55% dòng họ được công nhận dòng họ học tập, 56% khu dân cư được công nhận cộng đồng học tập, 75% các tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt danh hiệu đơn vị học tập. Tại hội nghị, các đại biểu đã tổ chức thảo luận, trong đó nhấn mạnh về việc cần có các tiêu chí đánh giá cho điểm mô hình cộng đồng học tập cấp xã, nêu lên một số khó khăn và đề ra những giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện thí điểm các mô hình. Trên cơ sở đó, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, việc hình thành xã hội học tập đã góp phần to lớn trong việc giải quyết việc làm ở nông thôn, giáo dục các kiến thức về văn hóa, lịch sử, pháp luật, thông qua đó thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo, phòng giáo dục phối hợp với hội khuyến học huyện khẩn trương hoàn thiện kế hoạch nhưng phải phù hợp với đặc thù của huyện, đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo theo từng lĩnh vực và địa bàn để triển khai thực hiện kế hoạch trong tháng 9. Chỉ đạo trực tiếp 2 đơn vị được chọn để xây dựng thí điểm với các mô hình cụ thể. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện ở cơ sở. Đến cuối năm 2015, sơ kết giai đoạn 1 để tiến hành triển khai đại trà năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa lũ đang đến gần, là địa phương thường xuyên phải gánh chịu thiệt hại nặng do lũ lụt gây ra. Để đảm bảo an toàn và giảm thiệt hại về người và tài sản, công tác phòng chống bão lũ đang được chính quyền và người dân huyện miền núi Vũ Quang đặc biệt quan tâm. Nằm ở rốn lũ, nên năm nào gia đình ông Nguyễn Văn Lợi, thôn Cẩm Trang, xã Đức Giang, cũng chịu ảnh hưởng ngập nhà cửa, vườn tược và nhiều khi còn trôi cả tài sản, thóc lúa, gia súc, gia cầm. Không chủ quan lơ là, nhất là diễn biến của thiên tai bão lũ ngày càng phức tạp, khó lường. Năm nay, ông Nguyễn Văn Lợi, thôn Cẩm Trang, xã Đức Giang đã tu sửa lại thuyền bè, vận hành được tốt, chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền những hộ dân khác chủ động phòng chống lũ lụt. Đến cái mùa mưa lũ thì gia đình nhà thấp lụt nhưng mà có cái sự chuẩn bị như trước mắt là lương thực thực phẩm rồi thuốc men rồi là cái thứ chăn nuôi gia súc gia cầm
thì cũng là coi như là cùng đi để tìm nơi là gửi để tránh lụt bão cho an toàn. Rồi ngoài ra thì coi như là các cái phương tiện máy móc cũng sửa chữa lại cho hoàn chỉnh, nếu không chẳng những xa nhưng mà nông thôn nông dân đây, đã cả những cái gia đình gần đây thì coi như mình cũng có cái sự giúp đỡ họ, là coi như cùng chúng ta để giúp họ là đến nơi an toàn. Rồi như xả cần, ví dụ đi đó đi đây những cái công việc gì thì coi như là ngoài ra mình sắp xếp gọn gàng rồi thì mình có cái điều kiện thì mình thẳng thắn giúp xả và giúp toàn bộ anh em đấy để cho an toàn trong cái sự mùa mưa bão. Trong cơn lũ quét tháng 10/2013, do chủ quan lơ là nên nhiều máy móc, nguyên vật liệu xây dựng cống tuy nền công trình thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang của công ty CNMC bị nhấn chìm trong bể nước, thiệt hại hàng tỷ đồng. Để đảm bảo an toàn và tránh thiệt hại tại các công trình đang thi công hệ thống kênh thủy lợi này, huyện Vũ Quang đặc biệt quan tâm chỉ đạo gắn đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công trình với phòng chống bão lũ. Nhờ vậy, các đơn vị thi công trên địa bàn huyện đã nâng cao được ý thức chủ động và có các phương án phòng chống bão lũ. Công ty Mai Thành Huy là một trong những đơn vị làm tốt công tác này. Để đẩy nhanh tiến độ thi công thì đơn vị đã tập trung nguồn lực và bằng cách là chia ca ra để thi công, để đảm bảo để vượt qua được cái trước cái mùa lũ và những cái vật liệu và những tồn tại ở trong khi thi công á, thì làm đến đâu thì chúng tôi là cho vệ sinh và thu gom sạch sẽ để tại hiện trường. Và một số thép mà chúng tôi chưa thi công, chưa kịp đổ bê tông thì chúng tôi đã dùng cái biện pháp là cho quẹt xi cá chống rỉ để tránh trường hợp khi mà mưa xuống ngập nước thì có thể là để đảm bảo được cái chất lượng của thép để tránh rỉ sét, để cái chất lượng công trình nó nâng cao lên. Bên cạnh chỉ đạo các địa phương, người dân và các công trình xây dựng thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huyện đặc biệt quan tâm đến một số hộ dân hiện vẫn chưa chịu di rời ra khỏi vùng lòng hồ thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản người dân trong mưa lũ và quá trình chặn dòng, huyện Vũ Quang đã và đang đẩy mạnh kết hợp tuyên truyền vận động di rời và có các biện pháp cứng rắn tiến hành cưỡng chế được hơn 15 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Các địa phương cũng đã có các phương án nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra. Đức Giang là một xã vùng rốn lũ, hàng năm chịu hậu quả rất nặng nề của thiên tai bão lũ, cho nên công tác phòng chống bão lũ là một nhiệm vụ quan trọng mà cả tập trung cho cả hệ thống chính trị phải đặc biệt quan tâm. Thì ngay từ đầu năm chúng tôi đã công tác đầu tiên là chúng tôi tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động từ cán bộ đảng viên đến quân chúng nhân dân, vì xác định rằng bão lũ thì công tác phòng là một trong những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Cái thứ hai nữa là chúng tôi làm tốt cả cái công tác chuẩn bị thực hiện phương châm 4 tại chỗ, được cái là chuẩn bị về các cái phương tiện, máy phát điện, xuồng, thuyền bè. Thứ hai là chuẩn bị về lương thực, và thứ ba nữa là các cái khu vực để di dời khi có là thiên tai bão lũ đến, cũng chuẩn bị các cái cơ sở thuốc và sẵn sàng là phục vụ ứng cứu trong cái công tác bão lụt khi có sự cố xảy ra. Năm nay dự báo mưa lũ sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Sự cẩn trọng trong phòng chống bão lũ là rất cần thiết. Nhất là hiện nay tuyến kênh chính dẫn nước Ngàn Trươi Cẩm Trang xây dựng chặn ngang các xã vùng hạ. Thưa quý vị và các bạn, đây là tuyến kênh dẫn nước thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang vừa mới được xây dựng dài 7 km, dường như chắn ngang các xã vùng hạ của huyện Vũ Quang. Theo dự báo thì tuyến kênh sẽ có những tác động rất lớn làm cản trở nước lũ chảy về. Chính vì vậy mà nguy cơ ngập lũ ở các xã vùng thượng là rất lớn. Do vậy, cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương và nhân dân, đặc biệt là các xã như Đức Bồng, Đức Hương, Đức Liên, Hương Thọ và Hương Minh cần nêu cao tính chủ động, tránh chủ quan lơ là, có như vậy thì mới giảm được đến mức thấp nhất những thiệt hại do bão lũ gây ra. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Sáng ngày 9 tháng 9 tại xã Đức Hương, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2015. Tham gia lớp học có 80 học viên là cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, thôn đội trưởng, giáo viên các trường học ở hai xã Đức Hương và Đức Liên. Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 7 chuyên đề, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới,
bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam trong tình hình mới, các nội dung luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia biển đảo Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên thuộc đối tượng 4 nắm được những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng chống để vận dụng trong tổ chức thực hiện theo cương vị công tác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh. Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang vừa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2015. Trong thời gian 2 ngày, gần 100 học viên là trưởng phó công an các xã, thị trấn, lực lượng bảo vệ các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp, chợ, ban quản lý rừng, chủ hộ kinh doanh xăng dầu, khí ga, karaoke, dịch vụ cầm đồ, in ấn, buôn bán, đơn vị khai thác đá trên địa bàn toàn huyện đã được truyền đạt các kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Luật Phòng cháy, chữa cháy, Nghị định 79/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy. Quyết định 44/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Những kiến thức cơ bản về cháy nổ, các phương pháp phòng cháy, chữa cháy, xăng, dầu, khí ga hóa lỏng, quy trình tổ chức chữa cháy khi có cháy xảy ra. Ngoài ra, các học viên còn được khuyến cáo về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn đối với nhà nhiều tầng, cao tầng, các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư. Cùng với học lý thuyết, các học viên còn được thực hành trực tiếp các động tác sử dụng chăn chiên, bình chữa cháy để dập lửa. Sau 2 ngày học tập nghiêm túc, cơ bản, các học viên đã nắm vững kiến thức về các biện pháp phòng cháy và chữa cháy. Quá trình kiểm tra cho thấy, trên 95% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 40% đạt khá giỏi. Lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức và nâng cao hiểu biết cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh về công tác phòng cháy, chữa cháy, góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Chiều ngày 10 tháng 9, đoàn của huyện do đồng chí Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện dẫn đầu, đã có buổi nghiệm thu khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung tại tổ dân phố 4, thị trấn Vũ Quang. Lò giết mổ gia súc gia cầm tập trung tại thị trấn Vũ Quang được đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 1.000 m2 với tổng vốn đầu tư cho công trình trên 1 tỷ đồng. Hệ thống khu giết mổ được thiết kế theo quy trình khép kín, tuân thủ nghiêm ngặt những quy định của nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường, cảnh quan, xử lý chất thải thân thiện với môi trường, công suất 30 đến 70 con trên một ngày đêm. Sau khi lò giết mổ gia súc đi vào hoạt động, bắt buộc các hộ kinh doanh giết mổ trên địa bàn huyện phải đưa gia súc vào lò giết mổ tập trung nhằm kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường. Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đồng chí Phạm Quốc Thanh đề nghị chủ đầu tư cần bổ sung một số hạng mục như hàng rào khuôn viên lò mổ, khu sinh hoạt cho nhân viên, nội quy lò mổ, khu nhốt trâu, bò và yêu cầu chủ đầu tư cần khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cần thiết, sớm đưa lò mổ đi vào hoạt động. Đồng thời giao cho các phòng ban liên quan, đặc biệt là phòng kế hoạch tài chính, sau khi nghiệm thu xong cần hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để hỗ trợ cho chủ đầu tư theo quy định. Sáng ngày 11 tháng 9, Ủy ban Nhân dân, Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện đã tổ chức tập huấn kỹ năng quản lý, giám sát cộng đồng trong thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho Ban giám sát cộng đồng, xã, thôn trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian một ngày, hơn 150 cán bộ Ban giám sát cộng đồng xã, thôn xóm của 11 xã trong huyện đã được hướng dẫn chi tiết cụ thể các văn bản liên quan đến giám sát đầu tư cộng đồng, hướng dẫn quy trình thủ tục đầu tư, hướng dẫn đánh giá sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn lồng ghép khác, hướng dẫn quy phạm kỹ thuật, định mức vật tư và kỹ thuật thi công công trình kênh mương nội đồng, mương thoát nước, hướng dẫn quy trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác theo dõi, giám sát và nghiệm thu công trình. Qua được tập huấn nhằm trang bị thêm kiến thức về công tác giám sát cho đội ngũ cán bộ cơ sở,
từ đó tăng cường theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về đầu tư xây dựng đối với các dự án trên địa bàn, góp phần đảm bảo đầu tư các công trình đúng mục tiêu, tiến độ và có hiệu quả, đáp ứng mong đợi của nhân dân. Đồng thời đây cũng là dịp để các học viên trực tiếp trao đổi, học hỏi những kinh nghiệm hay, cách làm tốt để góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở. Thông tin cuối. Nhằm đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vũ Quang đã phát động cán bộ, đoàn viên đi đầu và vận động đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng. Nhằm đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Huyện đoàn Vũ Quang đã phát động cán bộ, đoàn viên đi đầu và vận động đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng. Đến nay đã có 14 đồng chí là bí thư, phó bí thư các cơ sở đoàn làm chủ mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Tiêu biểu là mô hình trồng cam của đồng chí Nguyễn Minh Dũng, bí thư chi đoàn 5 xã Sơn Thọ, mỗi năm cho thu nhập trên 300 triệu đồng. Mô hình nuôi bò ở xã Đức Liên của đồng chí Phan Văn Vinh, ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng. Mô hình trồng trên 1 hecta cam của đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, phó bí thư đoàn xã Đức Lĩnh, đồng chí Trần Văn Khánh, bí thư đoàn xã Đức Liên, hiện tại đã bắt đầu cho thu nhập. Hiệu quả kinh tế từ các mô hình do các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên làm chủ đã có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, vận động và khích lệ đoàn viên thanh niên trên toàn huyện tham gia phát triển kinh tế, thể hiện vai trò và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới. Chương trình truyền hình tuần này của Đài Vũ Quang đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.